chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ hai, cùng với giáo phận chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân yêu hồn con, ban xuống cho con hồng ân chân chứa, cho người cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba loài nghe lời con thiên tha, tình được men ấm lần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương và vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hối thân dây thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thân vô cùng, đã ban truyền cho hội thánh amen. Lạy Chúa, con trong đây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên nghiệp đàng, xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng thiên tâm và lòng lành vô cùng, đã phán cư xử ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trong tốt trong lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Giờ đây chúng ta cùng thanh lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng trong tốt trong lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phát minh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn cùng chê kém mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chịu cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lăn xa nghiệp tôi cùng làm việc đền tội cho xứng đáng mình. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như nấm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn và phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Xin mời ngồi. Suy niệm lời Chúa. Chúa Giêsu so sánh nước trời giống như hạt cải và như men. Hạt cải bé nhỏ mọc thành cây lớn, nhúng men nhỏ làm dậy cả khối bột. Đó cũng là đặc tính của nước trời, khởi sự trong khiêm tốn, nhỏ bé, âm thầm, nhưng dần dần sẽ phát triển cách tốt đẹp do quyền năng và sự can thiệp của Thiên Chúa. Hội thánh là khởi điểm của nước trời tại trần gian,
khởi đầu cũng chỉ có số ít, nhưng Thiên Chúa đang tiếp tục làm cho hội thánh ngày càng phát triển. Hãy bắt đầu những việc tốt lành dù nhỏ bé. Những việc nhỏ bé ấy sẽ góp phần xây dựng nước trời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào Chúa và hội thánh của Chúa. Xin giúp gia đình chúng con luôn góp phần nhỏ bé của mình cộng tác với hội thánh để trở thành những chứng nhân cho nước trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin mời đứng. Lạy Nữ Vương, Mẹ những lần làm cho chúng con được sống, được vui, được cày thân. Lạy Mẹ, chúng con còn cho em và ở chốn thật đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lòng than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bầu chúng con, xin nghe mắt thương xem chúng con. Đến sau coi đại xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân
chính. Amen. Mẹ ơi bồng làm mưa lưu đầy ngày tháng trôi vai như thế ngàn giữa khơi gần con xin mẹ hãy đi thương tình dịu dàng con tha có hiện nguy gói đời mẹ nguồn cây trong chưa thấy ai xin mẹ về con hơi mẹ thiên chúa xin hãy lắng nghe con ngài lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang gặp nhau cầu nguyện. Ta nguyện này xin cho con tình đầy mong trong nhân, lạy Chúa Cha đầu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi hâm khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng có đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương nghi đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn vì thay. Xin trả lời chúng con tiếp tục cầu nguyện, được chạm tay trái tim nhân lành của Chúa. Xin cảm ơn gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các kẻ hữu trách và những người có khả năng. Dùng hòa sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời cầu nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời đức mẹ chiến cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy đã thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức nữ đồng trinh nhiệt vinh sáng lang. Lạy đã thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình đã thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.